Khánh Hà. Dạ, chào chú, chào các anh chị em. Cháu biết ngay là chú gọi chú, à, chú gọi cháu mà. Chú sẽ gọi cháu. Cháu xin cập nhật, bây giờ cháu đang mới thực hành hôm nay thôi. Cháu tập bớt phản ứng những cái mà nó chướng tai gai mắt. Bình thường mà cháu mà nhìn mấy cái thứ đấy là cháu nổi điên rồi, khó chịu lên ấy. Thì bây giờ cháu đang tập là không nói nữa, kệ. Ví dụ như con cháu chẳng hạn, cháu phàn nàn rất nhiều. Bây giờ những cái thứ mà chú xem một đứa nó ăn uống ngay tại giường, nó vứt bát vứt đũa vứt đủ thứ ngay tại giường nghỉ, cháu không bao giờ chấp nhận được. Mà bây giờ cháu nhìn nó như nó làm, và cháu chỉ bảo nó là con dọn như thế thôi, và cháu không bàn luận thêm nữa. Đấy là cái ví dụ cụ thể. Thế còn trong đầu cháu thỉnh thoảng nó đi trên đường hoặc nó nhìn cái gì, bắt đầu nó phán xét ở trong đấy nào thì đẹp hay xấu, hay là nó bắt đầu nó diễn ra một mớ cảnh gì đấy liên quan đến cái vừa nhìn trước mắt ấy. Thì nếu mà quên mà bị đồng hóa thì không tính, nếu còn nó mà nhìn thấy mà nó nói trong đầu là bây giờ cháu im, cháu nhìn này cháu chỉ biết thôi. Thì trước cháu câu trước là nhìn thấy là nó hiện trong đầu nó phán xét thế này thế khác, xong lại có câu khác là thôi mày im đi, mày vẫn đang thực hành đấy, mày phải thế này thế kia đấy. Nhưng mà bây giờ thì cháu thôi biết, lại biết là biết đấy rồi, không nói nữa, không có nói thêm trong đầu nữa. Nói chung là tập ngoài thì bớt bớt phản ứng, nhận ra được cái phản ứng đến đâu thì dừng được đến đâu theo khả năng của mình, dừng tôn trọng nó, không không có nhảy ra gọi là bóp méo hiện tại chú ạ. Cháu tạm gọi là dùng là bóp méo hiện tại, bóp méo sự thật đấy, cháu đang thực hành như thế. Bây giờ cháu xin hết ạ, cháu xin cập nhật như vậy ạ. Lúc mà mình nghe trong đầu nên phát ra cái gì đó thì cháu tập chỉ nghe thôi, đừng có nói, đừng có tranh cãi với nó thì nó sẽ bớt. Ví dụ nó phê Vâng. phản cái gì, nó thấy cái gì nó phê phản cái cháu đừng có cãi với nó. Tức là mình nghe Vâng, nó bây giờ nói là thì tập nó tập sẽ đi. lắng bớt, lắng bớt, lắng bớt, từ từ nó sẽ không nói nữa. Tại vì lúc nó nói thì mình nói lại, mình tranh luận với nó, mình gây mình quấn lộn với nó. Mình lý Rồi nó sự lôi đi. nó gặp đi. Nó cứ tiếp tục như vậy, nó kéo mình đi thôi. Bây giờ chỉ nghe thôi và không phải nghe nó nói, biết nó nói về đây rồi thôi, không không phải gì cả. Thì nó từ từ cái tiếng nói sẽ giảm xuống, cái tiếng nói của bản ngã trong mình, những cái nhân vật nó sẽ bớt nói lại đó, bớt nó lại, bớt nó lại. Cháu tập như vậy thì có cái được không? Vâng, dạ, chào cảm ơn chú ạ. Dạ, cháu Mời xin chào. hết ạ. Thì cháu nói Alo được ạ. chưa? Vâng. Chưa nghe rồi. Cháu nói đi. Con xin lỗi cả cả nhóm, hôm nay có hơi như mấy sự cố, con phải chạy trên đường, bây giờ về nó mạng nó hơi kém ạ. Con cập nhật là chú. Thì con đang thực hành là con thấy rằng là mình dính mắc vào cái biết, mình dính mắc vào nhiều thứ, chọn rất là buông hết bỏ luôn cả mình, vì mình bảo mình làm cái gì mình biết đấy vẫn là mình bị dính chú ạ. Mình bị dính là mình biết, thì con đang thực hành là con không biết cái gì chú ạ. Con thực hành là không, alo chú nghe được không ạ? Chưa nghe rõ. Và con đang thực hành, con nghĩ là con đang thực hành, thế bảo nếu mà như thế mình cũng dính vào cái biết, thì con đang thực hành theo kiểu là thôi mình không 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 như trước là con bảo là không làm gì cả đấy, thì mình cũng không không làm gì cả nữa, tức là kệ, nó không có quan tâm là mình có cái biết, mình là cái biết hay là mình biết cái gì cả, thì cứ thả xuống, thả như kiểu một con người lười biếng ạ, không học tập, không không tiếp thu mà chỉ gọi là đấy thôi, cứ như nào kiểu như đứa trẻ chú, con không biết tả nào nhưng mà kiểu là chả cần biết cái gì hết ạ, kệ, con đang thực hành như thế. Thì à thế nào,
Thì hôm qua con có một cái như này, con cũng chưa gặp bao giờ, mà con đang nói chuyện thì con không có gì để nói chú ạ. Tức là đang nói chuyện với một người ấy, mà có một cái khoảng không nào đó ở trong đầu ấy, con cảm giác là có một cái khoảng không mà nó không có gì để nói nữa. Con bảo quái lạ, sao lại không có gì để bật, hay là ngày xưa mình bật nhanh quá, hay là mình thế nọ thế kia hay như nào. Nhưng con có vài lần như thế luôn ạ, con không có cái dữ liệu, tức là nó là không, không có gì để nói. Còn nếu thích thì làm thì làm thôi, nhưng mà lúc tại lúc đó là không có gì để nói chú ạ, thì không biết được cái đó là cái gì ạ. Ở người bên kia phải như thế nào cháu? Dạ, Cái người mà tức là đối diện với cháu, người đang nói chuyện với cháu phải như thế nào? thì phản ứng thế nào chú? Lúc mà cháu không nói gì Con bảo cả, không có gì để nói, con bảo luôn lúc là khi con không có gì để nói. mà cháu nói Thế ra miệng, cháu nói thì ra cái miệng người nhưng mà phản ứng với con bảo là thế thì đi mà tu đi, tức là ký là ý là kiểu là lên chùa đi, bảo con thế. Nhưng con thật là con không có gì để nói ở cái quãng đó, nó con chưa bao giờ con gặp cái tình huống này ạ. Nó không có gì để nói, nó là một khoảng không. Vâng, tôi không biết đấy là cái gì chú. mà cháu nói ra miệng vậy luôn, Dạ không, cháu nói ra lúc miệng ấy rồi. con biết có khoảng đấy rồi thì con nói không có gì để nói, thì con nói làm gì có gì để nói, thì bây giờ muốn con nói cái gì, thế con nói gì thì để con bịa ra con nói à. Chú nghĩ là cái nếu mà cháu không nói ra miệng đó, thì sẽ tạo tình huống rất là căng đó, tại vì người kia không biết biết là cái chuyện gì sẽ nói hỏi mình, tức là họ không chịu được cái khoảng không đó, cái khoảng mà không có gì cả. Thì Đó thì trong con cái giao tiếp bình thường đối với con người đó, cái khoảng không nó rất là đáng sợ đó, tại vì đó đúng rồi, họ có ngại phản lắm, ứng, có phản ứng họ sợ lắm, họ sợ họ không lắm. mà Thành trong cuộc nói chuyện đó, cứ nói liên thuyên là vì như vậy, để điền vào cái khoảng không đó, để mà lấp đầy khoảng không đó. mà Thành nên mà cháu nói ra là bây giờ không có gì nói, thì họ nói thì đi tu đi đúng rồi, đúng nguyên văn như thế mà, thế thì họ đi không đi. thể, họ không thể chịu được cái khoảng không đó. Trong 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 đạo, trong thiền đó ha, trong thực hành tâm linh đó, thì khoảng không đó nó rất là dễ chịu, rất là yên đó. Thành ra là Lần đầu tiên cái con chạm cái khoảng đấy chú ạ. Vâng. Hay là ngày xưa con không biết nhưng mà con thấy nó lạ mà, con thấy nó lạ lắm. Con nghĩ là lần đầu tiên đấy. nhưng mà làm sao cháu biết là cái mình bị dính mắc vào cái biết, làm sao cháu biết mình bị dính mắc? Bởi vì nhá. Bởi vì ấy là con thấy cái ý, có một cái ý nó cứ ngầm 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 ngầm, nó cứ ngầm 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 ngầm, thì con bảo bây giờ nó cứ ngầm thế này thì vẫn chỉ là cái dạng cái trí năng nó làm việc thôi. Xong đầu con thực hành, con thực hành thì con thấy nó có một cái sự gò bó, nó một cái sự gò bó, hoặc là con để bình thường thì những lần một cái vọng niệm và những cái ý của mình nó sinh ra ấy, thì mình lại có một cái là tao biết mày sinh ra, tao thấy mày sinh ra, thì con bảo cái đấy thì vẫn là cái đó, cái lặp lại cái mặc dù nó tinh vi hơn một tí nhưng mà nó vẫn là cái nhả nhại và vẫn là cái bản ngã thôi. Thì con bảo bây giờ mà thế thì cứ đấu tranh cứ như thế thì cũng cũng không kiểu dạng là thôi mình đã hôm trước con quyết định là thôi kệ thôi, sống không 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 tạo nghiệp với chú, thì thôi bây giờ khử không 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 thiền nữa, không tìm cái gì, cái kiểu ý là mình coi như mình chưa biết gì, xem là mình có biết cái gì không, xem cái biết đấy nó như thế nào, nếu như mình không biết cả nó luôn thì mình sẽ như thế nào, ý con là như thế.
À, cái điều đó nó rất là hay đó, tức là trong mình luôn luôn nó có một cái ý ngầm đó. Ý Tôi biết, ngầm nguy tôi hiểm. biết, tôi biết, tôi nhận biết. Vâng. Đấy đấy, con thấy cái đấy nó nguy hiểm ạ. Thì là cái tâm trí nó cũng 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 sẽ luôn cái biết luôn đó. Nó nói về đó là tao biết đó. Tao biết, Tao biết đấy nó tao biết này. Thế thì tao vẫn là cái tôi chứ. thì đúng rồi, Thế thì tao biết làm cái gì? thì đúng rồi, cháu nhận ra được cái đó đó. Nó là cái tâm trí đó. À. Đấy, lên con thử thế để mấy hôm xem nào thôi. Thì bây giờ thôi, cứ mình cứ con cứ trêu con, còn bảo thôi bố eo e bón cơm cho bố đi, bố đang là đứa trẻ 3 tuổi bón cơm bố chả biết cái gì. Giống như thế xem thế nào. Trêu đó.